Xin chào các bạn, tôi đang ở khu cách ly dành cho những bệnh nhân F0. Sau khi mà test lên dương tính đấy, thì nếu như các bạn tiếp xúc này, các bạn đi làm xa hoặc là vì một lý do nào đấy các bạn đến cơ sở y tế hoặc là cơ sở y tế đến nhà các bạn test mà các bạn lên dương tính thì các bạn sẽ được người ta cho cách ly tập trung tại một cái khu vực như thế này. Tôi xin lưu ý là cái điều kiện và cái cơ sở vật chất của các cái vùng miền nó cũng khác nhau, nên là hình ảnh nó chỉ tương đối và hình ảnh này nó là thuộc về khu vực của chúng tôi nhé. Khi mà các bạn thấy là mình bị có hiện tượng là đau họng này, khàn tiếng này, sốt nhẹ này, cơ thể mệt mỏi này, đấy, và người có vẻ cảm thấy là nó hơi hơi đau, giống như kiểu là sốt virus, ốm virus đấy các bạn ạ. Đấy, tôi thấy là hiện tượng nó biểu hiện khá giống như thế, có ho, có đờm nữa. Thì các bạn lên đi ra cơ sở y tế test để đảm bảo sức khỏe cho mình và những người xung quanh, để tiện và kịp thời mình cách ly ngăn chặn, tránh lây lan. Khi mà các bạn F0 rồi đấy, thì các bạn cần chuẩn bị những cái điều kiện sau. Nếu mà test ở cơ sở y tế thì hầu như các bạn sẽ không lấy được đồ đâu. Các bạn sẽ bị giữ lại luôn và chờ một cái chuyên cơ đến đón. Còn nếu test ở nhà thì các bạn có thể là sắp sẵn đồ, các đồ sinh hoạt cá nhân như quần áo, khăn mặt, chăn, gối, màn. Màn thì tôi thấy ở đây cũng không cần bởi vì họ phun khử muỗi khá nhiều nên là không thấy có muỗi thì phải. Đấy. Tiếp theo là bên an ninh này, bên y tế họ sẽ lấy lời khai về cái lịch trình này, về những cái mối quan hệ tiếp xúc của bạn để họ kịp thời là phòng ngừa cách ly đấy. Sau khi mà mọi thủ tục đã hoàn thành đấy thì bạn sẽ được một cái chuyên cơ như thế này đến tận nơi đón, trở ra trung tâm cách ly đấy, cách ly tập trung. Tại khu cách ly tập trung các bạn sẽ được xếp vào phòng. Tùy từng điều kiện cơ sở vật chất ở mỗi nơi, có thể là một mình một phòng, hoặc nếu như mà đối với nhiều người đấy, nhiều người quá mà không đủ số phòng thì họ sẽ xếp khoảng 2 đến 3 người vào phòng, và các giường thì kê ở khoảng cách xa nhau nhất có thể. Mọi người yêu cầu là luôn đeo khẩu trang và không được rời khỏi cái tòa nhà này, cùng lắm là xuống đến cái chân cầu thang này thôi, nếu như có chỉ thị hay yêu cầu của bác sĩ. Sau khi ổn định chỗ ở đấy thì các bạn sẽ được lấy máu, lấy dịch tễ để làm xét nghiệm PCR. Và kết quả xét nghiệm PCR sẽ quyết định và xác định cho bác sĩ là cho chúng ta những loại thuốc như thế nào, điều trị ra sao. Các bạn được thêm vào một cái nhóm Zalo để tiện cho việc trao đổi và theo dõi tình hình sức khỏe. Kết quả PCR thì thường có vào khoảng một ngày sau. Và đối với các bạn đến lần đầu này, đến sớm này, vừa mới đến thì lưu ý là nếu đến muộn thì các bạn sẽ không đặt được cơm. Số điện thoại đặt cơm thì có ở trên tường đấy. Nhưng các bạn đến muộn thì không đặt được, nên là các bạn phải lưu ý và chuẩn bị. Trong trường hợp đấy là các bạn phải chuẩn bị mì tôm hoặc là cái gì thức ăn trước đấy, không là đói. Các bạn cần chuẩn bị thêm 2 giấy chứng minh photo đấy, công chứng để làm bệnh án. Các bạn photo đấy 3 bản, nhờ người nhà hoặc ai đấy đem đi công chứng, họ sẽ giữ lại mất một bản. Tại nơi ở thì các bạn khi mà gọi cơm đấy thì người ta sẽ mang cơm vào cái bàn gần đấy, người ta đặt ghi tên đấy, đánh dấu số phòng của người nào đấy. Sau đó thì gọi từng người lần lượt ra chứ không gọi ra ồ ạt. Từ trước ngày 31 tháng 12 năm 2021 đấy thì được hỗ trợ tiền ăn, thế nhưng mà đến từ năm nay đi, mùng 1 tháng 1 năm 2022 thì tiền ăn là bệnh nhân tự lo, nhưng mà tôi thấy là hình như suất cơm này thấy báo là có 25 hay 30 nghìn thôi. Đấy, các bạn ăn gì thêm hoặc ăn nhiều hơn thì các bạn gọi thêm, thì đấy là do cái nhu cầu của các bạn. Họ cũng chưa thu tiền luôn mà là khi nào về thì mới thu, bởi vì là cũng thấy mang cơm vào thôi và chưa thấy là thu tiền. Cứ đặt cơm đấy đã, ta cứ chén đã. Sau khi kiểm tra sức khỏe các thứ mà
có kết quả đấy thì bác sĩ sẽ cấp thuốc, và đa phần là mọi người sử dụng loại thuốc này ở chỗ tôi ấy, để trị cái COVID. Loại thuốc này thì bác sĩ bảo nếu mà ai được tiêm mà ai khỏe đấy thì thường là chỉ tầm dăm 7 đến 8 ngày là sẽ được ra, hoặc lâu hơn thì khoảng chục ngày, hơn chục ngày. Tại nơi cách ly thì các bạn sẽ ở đó và chủ yếu là ăn, ngủ, nghịch điện thoại, nhắn tin, gọi điện cho người yêu, bạn gái, tẹt ga. Chỉ mỗi tội là không được ra ngoài đi đâu thôi. Hết khoảng tầm 7 đến 8 ngày thì các bạn sẽ được đi test, đi kiểm tra đấy. Nếu hai lần âm tính thì các bạn sẽ làm thủ tục và được hòa nhập với cộng đồng. Và khi về nhà đấy, các bạn cũng phải cách ly thêm một tuần nữa thì mới được hòa nhập nhé. Về cơ bản thì bệnh COVID của năm nay không còn đáng sợ như những năm trước nữa rồi. Chúng ta đã có thuốc rồi. Và cơ bản chúng ta là những người mà được phát hiện sớm để điều trị sớm, nên là nó sẽ ngăn chặn kịp thời. Nó cũng giống như là chúng ta chữa trị cúm rồi. Và đây các bác sĩ cũng nói chuyện rồi, mọi người cũng nói chuyện là thấy nó rất chi là bình thường, cũng không đáng sợ. Điều đáng sợ ở đây là cái này là cái lây qua nguồn không khí và rất dễ lây. Nếu để bùng thành đại dịch thì sẽ mất kiểm soát, ảnh hưởng rất nhiều đến các vấn đề khác như kinh tế, gia đình, xã hội, rồi sức khỏe của cộng đồng đấy. Và tại nơi cách ly thì mọi người là những người cùng hoàn cảnh nên rất hiểu và quý mến nhau. Một môi trường mà gọi là đồng cảnh ngộ đấy. Các bác sĩ cũng thế, rất nhiệt tình. Hễ mà có một cái triệu chứng hoặc một cái vấn đề gì đấy thắc mắc ở nhóm Zalo là các bác sĩ trả lời luôn, để chúng ta là đảm bảo yên tâm nhất, tâm lý vững vàng, yên tâm nhất để điều trị. Nội dung nó cũng chỉ đơn giản vậy thôi các bạn ạ, nên là các bạn hoàn toàn là yên tâm nhé. Hôm nay thì thấy có một chuyến vào thôi, còn như bình thường hôm qua 3 chuyến vào cơ. Nên là COVID nó cũng không có gì quá đáng sợ, nhưng chúng ta phải phòng tránh thật là cẩn thận. Ai mà không may bị nhiễm thì thôi, các bạn cũng yên tâm về tâm lý, các bạn điều trị cho tốt, không có gì phải lo ngại cả các bạn nhé. Chúc các bạn luôn là mạnh khỏe, dồi dào sức khỏe. Và nếu mà có nhiễm thì cũng coi như là một sự trải nghiệm. Tôi thấy nó cũng không có gì đáng sợ đâu. Các bạn yên tâm nhé. Chào các bạn.